7. Thưa quý vị và các bạn, một tuần làm việc và học tập đã vừa trôi qua và bây giờ là lúc chúng ta cùng tạm gác lại tất cả các công việc để cùng leo núi với các thí sinh yêu quý của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Hôm nay sẽ là cuộc thi tuần cuối cùng của tháng đầu tiên quý thứ 3 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón biên tập viên Khắc Cường và bốn nhà leo núi của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào các bạn, rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10. Thêm lần nữa chúng ta sẽ lại có cơ hội được cảm nhận những điều hết sức đặc biệt trong một thế giới thu nhỏ của trường quay S9 và của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Và tất nhiên thì những chủ thể chính ở trong thế giới ấy vẫn là các bạn học sinh thông minh cùng những cổ động viên cuồng nhiệt của mình. Và bây giờ không để các bạn cùng chờ lâu, chúng ta sẽ cùng đón chào bốn nhà leo núi cùng hành trình chinh phục đỉnh Olympia sẽ là rất hào hứng và sôi nổi ngày hôm nay. Đó là các bạn Giang Thanh Tùng đến từ trường Trung học phổ thông Sầm Sơn, Thanh Hóa. Bạn Trịnh Phan Tuấn Anh đến từ trường Trung học phổ thông Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long. Bạn Hoàng Tấn Vinh đến từ khối Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Và cuối cùng là bạn Đoàn Phương Chính đến từ trường Trung học phổ thông Huỳnh Ngọc Huệ, tỉnh Quảng Nam. Có một điều đặc biệt là cả bốn nhà leo núi của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đều là bốn bạn nam. Và bây giờ sẽ là bạn thí sinh đầu tiên, đó là bạn Giang Thanh Tùng đến từ trường Trung học phổ thông Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tên là Giang Thanh Tùng đến từ lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên trường Sầm Sơn cho em đi thi và cũng là lần đầu tiên em được đi thi. Và em hy vọng là đây không phải là lần cuối cùng em được đứng trên sân khấu của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Rất mong nhận được sự cổ vũ của các quý vị khán giả dành cho bốn bạn chơi của em. Đến với cuộc thi hôm nay thì em có một chút quà dành cho ba bạn cùng chơi và anh chị anh Khắc Cường và chị Tùng Chi ạ. Cảm ơn bạn. Với cái con ốc này thì mình hy vọng là sau cuộc thi này thì các bạn khi mà trở về thì nếu mà có nhớ đến biển Sầm Sơn, nhớ đến trường Trung học phổ thông Sầm Sơn và nhớ đến mình thì hãy dùng con ốc này ghé tai vào trong này và có thể nghe được tiếng của con người Sầm Sơn và có thể nghe được tiếng của mình. Đây là một chiếc thuyền rất đẹp được làm từ những mảnh ốc ở Sầm Sơn đúng không ạ? Vâng. Và đây cũng sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi cũng như của ba chàng trai còn lại khi nhớ về bạn Giang Thanh Tùng. Chắc chắn là chúng tôi sẽ rất nhớ bạn và xin cảm ơn bạn vì món quà rất đẹp này. Và đứng ở vị trí thứ 2 trong cuộc thi ngày hôm nay là một bạn trai đến từ Vĩnh Long, chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn. Xin chào quý khán giả, quý thầy cô cùng các bạn học sinh. Em tên là Trịnh Phan Tuấn Anh, đến từ trường Trung học phổ thông Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long. Em rất vui khi được nhận sự cổ vũ của khán giả dành cho em và ba bạn cùng chơi. Tất nhiên là trong chương trình ngày hôm nay thì cả bốn thí sinh của chúng ta sẽ đều nhận được những tràng pháo tay và những lời cổ vũ động viên rất là nhiệt tình từ phía khán giả. Và đó là điều mà chắc chắn bạn Hoàng Tuấn Vinh đến từ trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội sẽ có được ở trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào các quý vị đại biểu, các quý thầy cô và các bạn ạ. Tên em là Hoàng Tuấn Vinh, đến từ lớp 12A2 Toán, khối Trung học phổ thông Chuyên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngôi trường của em là một ngôi trường có giàu truyền thống trong các kỳ thi Olympic toán quốc gia và quốc tế. Hôm nay em đến đây với tinh thần giao lưu và học hỏi, rất mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với người đứng ở vị trí thứ 4, một bạn trai đến từ Quảng Nam. Xin chào bạn Đoàn Phụng Chính. Xin chào tất cả quý thầy cô và các bạn. Em là Đoàn Phụng Chính, học sinh lớp 12A1, trung học phổ thông Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam. Đến với cuộc thi này thì có nhiều điều hồi hộp. Em rất mong được nhận được sự cổ vũ của các bạn cho cả bốn người chơi của em. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên với các bạn thí sinh ở trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại các thầy đại diện cho ban cố vấn. Chúng tôi cũng xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn cổ động viên và các thầy cô giáo đã có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bốn thí sinh bước vào phần thi đầu tiên, phần thi khởi động. Đôi khi chúng ta mặc nhiên chấp nhận những giới hạn của cuộc sống mà vô tình lãng quên giá trị của tự do. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, mọi rào cản vốn có không còn nữa. Xin giới thiệu thế hệ TV không đường truyền với công nghệ LED của LG. Cuộc sống là vô tận. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao, sương rơi lạnh trên đôi bờ. Giải trí đa phương tiện điện thoại LG KP 175. Đến bao giờ mới được có em? Đến bao giờ mới được?
nước đổ bờ. Thôi mùa xưa đêm lạnh vắng hoi thì sao tôi lại không chờ. Mới đến đâu là sự lựa chọn của chúng tôi là KP175. LG, life's good. Hôm nay đẹp tươi em muốn trắng siêu chiều khơi. VNN kết nối đam mê. Đầu tiên sẽ là phần thi khởi động. Trong vòng 1 phút, mỗi học sinh khởi động với tối đa 10 câu hỏi thuộc 10 lĩnh vực: toán, lý, hóa, sinh, văn, sử địa, thể thao, nghệ thuật, lĩnh vực khác của Đức Trung, tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Thưa quý vị và các bạn, thí sinh đầu tiên sẽ bước vào phần thi khởi động ở trong chương trình ngày hôm nay sẽ là bạn Giang Thanh Tùng đến từ trường Trung học phổ thông Sầm Sơn Thanh Hóa. Bạn Tùng thân mến, tôi biết là bạn có một câu danh ngôn ưa thích là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là tìm thấy mình ở trong những người khác. Bạn có thể giải thích cụ thể hơn về điều này được không ạ? Em thưa anh là theo em thì khi mà trong cuộc sống thì chúng ta mà được sống trong tình yêu thương của mọi người thì đó là cái hạnh phúc lớn nhất ạ. Và điều đó làm cho chúng ta có thể tự tin và làm được nhiều việc có ích hơn trong cuộc sống ạ. Tôi được biết là bạn hâm mộ một chính trị gia rất là nổi tiếng. Bạn có thể tiết lộ được không ạ? Em rất hâm mộ cựu Tổng thống Nga Vladimir Putin ạ. Bạn đã đọc nhiều sách với ông chưa ạ? Dạ, em có đọc một quyển sách Bản lĩnh Putin ạ. Vâng, đó là bản lĩnh gì thưa bạn? Điều mà quan trọng nhất ở trong tính cách của ông đó là sự quyết đoán và giải quyết mọi vấn đề một cách rất chính xác ạ. Vâng, và hôm nay thì bạn đã ở rất gần với phần thi đầu tiên của mình rồi, phần thi khởi động. Và hy vọng rằng bạn cũng sẽ học được một nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới về sự quyết đoán, về cách giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn và chính xác ở trong phần thi đầu tiên của mình. Chúng ta sẽ cùng khởi động cùng bạn Giang Thanh Tùng. Phép tỉnh tiến không làm thay đổi giữa hai điểm bất kỳ. Bỏ qua. Đó là khoảng cách. Bạn chơi ghi điểm. Là hiện tượng gây ra bởi sự khúc xạ, phản xạ và tán xạ ánh sáng mặt trời qua các giọt nước mưa. Chúng ta đang nhắc tới cầu vồng. Chúc mừng bạn có 10 điểm đầu tiên của chương trình. Chế độ khí hậu có hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô là đặc điểm khí hậu của miền Nam nước ta. Bạn có thêm 10 điểm nữa. Thành Tây Đô là tên gọi khác của tòa thành cổ nào ở tỉnh Thanh Hóa nước ta? Thành Nhà Hồ. Chính xác, bạn vừa có thêm 10 điểm. Bài thơ Câu cá mùa thu còn có tên gọi khác là Thu điếu. Bạn ghi được thêm 10 điểm, xin chúc mừng. Những ô nhỏ trong tổ ong có dạng hình học nào? Hình lục giác. Đó là hình lục giác. Hình lục giác đều, chính xác, bạn có thêm 10 điểm nữa. Do sự thay đổi lớn lao về khí hậu, thời tiết, phần lớn bò sát bị tiêu diệt ở cuối kỷ nào? Bỏ qua. Chúng ta đang nhắc tới kỷ phấn trắng. What blind animal looks like a flying mouse? Và trong tiếng Anh thì con rơi là bat. Và như vậy cũng khá nhanh chóng, bạn Giang Thanh Tùng đã vượt qua 8 câu hỏi của chương trình trong phần thi khởi động và giành được 50 điểm. Xin chúc mừng bạn. Người thứ hai sẽ bước vào phần thi khởi động là bạn Trịnh Phan Tuấn Anh đến từ trường Trung học phổ thông Tân Lược, Vĩnh Long. Bạn ra đây cùng với ai ạ? Dạ với mẹ và dì ạ. Và chắc chắn là cùng với rất nhiều lời chúc của các bạn cổ động viên ở nhà. Vâng. Bạn có nói rằng có nhiều bạn nhận xét bạn là khùng khùng. Tại sao lại như vậy ạ? Là tại vì em hay chọc mấy bạn, làm mấy bạn tức. Chọc cho người ta phát tức lên thì thôi. Dạ. Bạn đấy có vẻ như là một sở thích. Dạ, tại vì trong lúc cãi thì em hay cười nên các bạn thường tức. Vì nụ cười của bạn mà lại làm cho dạ. người khác tức. Thế lúc đó bạn thường cười như thế nào? Như bây giờ. Như bây giờ. Dạ. Thế thì bạn đang có một nụ cười rất dễ thương chứ không làm cho ai tức được ạ. Ít ra là như vậy với những khán giả đang có mặt ở đây hôm nay phải không ạ? Sẽ là phần thi khởi động của bạn chị Phan Tuấn Anh. Câu hỏi đầu tiên. What long yellow fruit do monkeys like? Đó là chuối, banana. Tốc độ của phản ứng tỷ lệ với nồng độ các chất tham gia phản ứng. Thuận. Chính xác, bạn có 10 điểm đầu tiên của chương trình. Chiến tranh thế giới thứ kết thúc sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng không điều kiện, đó là chiến tranh thế giới thứ hai. Bạn vừa giành được thêm 10 điểm nữa. Trong động cơ điện một chiều thì điện năng được chuyển hóa thành dạng năng lượng nào? Cơ năng là nhiệt năng. Bạn có thêm 10 điểm nữa.
Con vật nào xuất hiện đầu tiên trong bài thơ Thu Ẩm của Đỗ Quyến? Đó là con đom đóm. Kênh VCTV3 của Đài Truyền hình Các Việt Nam là kênh truyền hình chuyên về lĩnh vực thể thao. Bạn vừa ghi được thêm 10 điểm nữa. Cách rời hình biến đường tròn thành hình gì? Đường tròn. Chính xác, bạn vừa có thêm 10 điểm. Tiger Woods được đánh giá là vận động viên thành công nhất thế giới hiện nay. Gòn. Chính xác, bạn vừa có thêm 10 điểm nữa. ADN chứa thông tin mã hóa, đó là tín hiệu hết giờ. Xin chúc mừng bạn Trịnh Phương Tuấn Anh giành được 60 điểm sau phần thi khởi động. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở ngay phía trước chúng ta bây giờ sẽ là phần thi của bạn Hoàng Tuấn Vinh đến từ khối trung học phổ thông chuyên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Bạn Vinh thân mến, bạn có phải là một người thích sự yên tĩnh không ạ? Em không thích sự yên tĩnh ạ. Bởi vì ở nhà thì nếu như yên tĩnh quá thì em cảm thấy rất buồn ạ. Và em thích sự sôi động, có nhiều người xung quanh và được nói chuyện với nhiều người ạ. Ấy thế mà tôi lại biết là bạn thích ngồi ngắm cá cảnh bơi lội trong bể này, chơi cờ vua này, đi dạo buổi tối này, hay tập thể dục buổi sáng. Đó dường như là những khoảng thời gian, không gian hay là những cái môn, những cái sở thích có thể nói là liên quan đến sự tĩnh lặng nhiều hơn thì phải. Những cái sở thích hay thói quen đấy của em thì đó là do sau những giờ học căng thẳng thì em thấy làm như thế thì sẽ giảm được áp lực tâm lý và cảm thấy thoải mái hơn ạ. Ở trên đời thì ai cũng có những ước mơ, vậy ước mơ của bạn là gì ạ? Ước mơ của em về một tương lai gần thì đó là được đi du học và được học cái nền khoa học tiên tiến của các nước khác và sau đó sẽ đem về phục vụ cho quê hương ạ. Vâng, một ước mơ rất đẹp. Và bây giờ cùng với những sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của các bạn cổ động viên, chúng ta sẽ cùng khởi động với bạn Hoàng Tấn Vinh. Winter. Chính xác, bạn có 10 điểm đầu tiên. Nhà máy nhiệt điện nào là nhà máy chạy bằng than lớn nhất nước ta? Phả Lại. Chính xác, bạn vừa có thêm 10 điểm nữa. Tác phẩm Tụng Giáo Hoàng Kinh Sư ra đời sau khi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ mấy của dân tộc ta thắng lợi? Lần thứ 2. Chính xác, bạn vừa có thêm 10 điểm. Khi một orbital đã có đủ 2 electron, người ta nói các electron đó đã... Đã lấp đầy orbital đó. Chưa chính xác, đã ghép đôi hoặc cặp đôi, bạn chưa đành điểm. Các bức xạ điện tử có bước sóng nằm trong vùng quang phổ nhìn thấy được bằng mắt thường gọi là gì? Gọi là bức xạ nhìn thấy. Đó chính là ánh sáng. Câu trả lời của bạn chưa chính xác. Cầu thủ Lê Công Vinh vừa thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá của quốc gia nào? TNT Hà Nội. Chưa chính xác, của quốc gia là Bồ Đào Nha. Tồn tại ít nhất điểm không cùng nằm trên một mặt phẳng? 3 điểm. Chưa chính xác, tồn tại ít nhất 4 điểm. Ở động mạch chủ thì máu chảy nhanh nhất. Rất tiếc, câu trả lời của bạn đã nằm ngoài 60 giây của chương trình. Và như vậy, trong vòng 60 giây thì bạn Hoàng Tấn Vinh đã vượt qua 7 câu hỏi của chương trình và giành được 3 điểm 10. Xin chúc mừng bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại làm quen thêm một chút nữa với bạn Đoàn Phụng Chính đến từ trường Trung học Phổ thông Huỳnh Ngọc Huệ, Quảng Nam. Bạn cũng là một thí sinh đến từ một nơi khá xa. Hôm nay thì bạn đến chương trình Olympia cùng với ai ạ? Dạ, em đi cùng ba em ạ. Trên đường đến đây có điều gì vui không ạ? Có rất là nhiều điều vui và thú vị ạ. Có lẽ điều đặc biệt nhất là em được làm quen với rất nhiều bạn ở nhiều nơi. Bạn cũng nói với chúng tôi rằng ước mơ của bạn là trở thành một dược sĩ. Vì sao lại là một dược sĩ ạ? Có lẽ đó là một cái ngành thời thượng bây giờ. Tức là có rất nhiều bạn thi trường này. Và trở thành một dược sĩ thì cũng là một ước mơ từ nhỏ của em. Bạn là một người thích thời thượng. Tôi có thể hiểu là như vậy. Phương châm sống của bạn là quan trọng là ước mơ và bắt tay vào thực hiện nó, chứ không phải nghĩ rằng mình sẽ thực hiện. Tức là sao ạ? Có nghĩa là nó sẽ giúp cho mình bắt tay vào hành động một cái mục tiêu nào đó, chứ không có chần chừ một phút nào cả. Bạn đã làm được những gì cho ước mơ của mình, ước mơ trở thành một dược sĩ? Có lẽ là cố gắng học tập thật nhiều ạ. Và nghiên cứu về các loại thuốc, phải không ạ? Dạ. Yeah. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động với bạn Đoàn Phụng Chính với những câu hỏi sau đây của chương trình. Kính thiên văn có hai bộ phận chính là gì? Bỏ qua. Đó là vật kính và thị kính. Câu chuyện cô gái bán diêm của Andersen xảy ra vào dịp nào? Noel. Noel. Chính xác, bạn vừa có 10 điểm đầu tiên của chương trình. Con sông nào dài nhất châu Á? Trường Giang. Chính xác, hay còn gọi là sông Dương Tử.
Cơ quan giữ vai trò trọng yếu hàng đầu trong việc duy trì hòa bình an ninh thế giới là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chính xác, bạn vừa có thêm 10 điểm nữa. Nếu hai góc là thì xin góc này bằng cô xin phụ góc nhau, kia. Phụ nhau. Và tăng góc này bằng cô tăng góc phụ kia. Nhau. Phụ nhau là câu trả lời chính xác. Bạn vừa có thêm 10 điểm. Tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi đã được chuyển thể thành bộ phim truyền hình nào? Bỏ qua. Đó là bộ phim Đất phương Nam. Các màn chắn bảo vệ trong kỹ thuật chiếu chụp X quang được làm từ kim loại nào? Kalay. Chưa chính xác, được làm từ chì. Part of its body helps a bird to fly. Bỏ qua. Đó là cánh. Ừ. Giới hạn cuối cùng về số lượng cá thể mà quần thể có thể đạt tới gọi là kích thước tối đa. Bạn chưa giành được điểm trong câu hỏi cuối cùng. Và trong vòng 60 giây, bạn Đoàn Phụng Chính đã trải qua 8 câu hỏi của chương trình và giành được 40 điểm. Xin chúc mừng bạn. Phần thi khởi động đã trôi qua rất nhanh. Và trong phần thi vừa rồi thì các thí sinh của chúng ta vẫn đang bám đuổi nhau một cách sát sao về mặt điểm số. Tất nhiên là trong phần thi đầu tiên này, trong phần thi làm nóng dành cho các bạn thí sinh thì chúng ta không thể chờ đợi được một số điểm có khoảng cách lớn giữa các bạn thí sinh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại các điểm số mà các bạn thí sinh của chúng ta đã giành được trong phần thi đầu tiên của mình ở trong chương trình hôm nay. Và lúc này thì bạn Hoàng Tuấn Vinh đang có được 30 điểm. 40 điểm là số điểm của Phạm Trung Chính. Trong khi đó bạn Thanh Tùng đang có được 50 điểm. Và vào lúc này thì bạn Tuấn Anh đang tạm thời dẫn đầu với 60 điểm. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn. Sau đây sẽ là phần thi vượt chướng ngại vật. Sẽ không người gợi ý, bốn học sinh sẽ cùng trả lời tối đa 8 từ hàng ngang, cũng chính là 8 gợi ý để tìm ra một chướng ngại vật của chương trình. Học sinh trả lời đúng mỗi từ hàng ngang được 10 điểm. Gợi ý thứ 9, các chữ cái trong chướng ngại vật nếu có trong từ hàng ngang sẽ sáng lên, thời gian suy nghĩ 15 giây một câu. Học sinh có thể bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng chướng ngại vật trước khi bắt đầu từ hàng ngang thứ 3 được 80 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật trước gợi ý cuối cùng của chương trình được 40 điểm. Trả lời sau gợi ý cuối cùng của chương trình chỉ được 20 điểm. Nếu trả lời sai chướng ngại vật sẽ bị loại khỏi phần chơi này. Sau khi đã khởi động chiến vàng, bây giờ là lúc các thí sinh của chúng ta sẽ vượt chướng ngại vật với các từ hàng ngang và một ẩn số mà chương trình đưa ra. Hôm nay 8 từ hàng ngang sẽ dẫn các thí sinh tới một ẩn số gồm có 5 chữ cái. Hy vọng rằng hôm nay cả 4 thí sinh sẽ rất nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật này. Người đầu tiên sẽ lựa chọn từ hàng ngang là bạn Thanh Tùng, xin mời bạn. Em xin chọn hàng ngang số 4 ạ. Hàng ngang số 4 có 4 chữ. Liên Hợp Quốc đã chọn năm nào là năm thiên văn quốc tế để kỷ niệm 400 năm ngày Galileo Galilei khám phá bầu trời bằng kính thiên văn do chính ông cải tiến? Câu trả lời là năm nay, năm 2009. Bạn Tấn Vinh cho rằng đó là năm 2008 và bạn Phụng Chính cho rằng đó là năm 1965. Người đã lựa chọn từ hàng ngang này cũng là người đưa ra được câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn Thanh Tùng. Bạn giành được thêm 15 điểm. Chúng ta sẽ đến với từ hàng ngang thứ 2 do bạn Tuấn Anh lựa chọn. Xin mời bạn. Em xin chọn hàng ngang số 5. Hàng ngang số 5 có 5 chữ cái. Ngày 16 tháng 9 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm ngày quốc tế. Tầng ozone trong dấu ba chấm là gì? Được Liên Hợp Quốc chọn là ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã có câu trả lời chính xác. Bà Tuấn Anh sẽ có thêm 15 điểm và các bạn còn lại mỗi người có thêm 10 điểm. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của bạn Tấn Vinh. Xin mời bạn. Em xin chọn hàng ngang số 1 ạ. Hàng ngang số 1 có 5 chữ cái. Đây là vùng lãnh thổ bao gồm các tỉnh ở phía Bắc tỉnh Thanh Hóa nước ta. Cả 4 thí sinh đều có chung một câu trả lời và một lần nữa họ có những câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng cả 4 bạn. Bạn Tấn Vinh có thêm 15 điểm và 3 bạn còn lại cũng đều có thêm 10 điểm. Bây giờ sẽ là hàng ngang thứ 4 và là lựa chọn của bạn Phụng Chính. Em chọn hàng ngang số 2 ạ. Chúng ta sẽ đến với một từ gồm có 6 chữ cái. Đây là một trong những thể thơ được Nguyễn Công Trứ sử dụng nhiều nhất trong các sáng tác của ông, tiêu biểu là tác phẩm Bài ca ngất ngưởng.
Thanh Tùng với câu trả lời là hát nói và đoàn ca là đáp án của bạn Tuấn Anh. Một trong hai người này đã giành được điểm 10 và đó là người đang đứng ở vị trí số 1, bạn Thanh Tùng. Xin chúc mừng bạn. Và lúc này chúng tôi nhận được hai tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật. Người nhanh nhất là bạn Tấn Vinh và người thứ hai là bạn Thanh Tùng. Bạn Tấn Vinh, câu trả lời của bạn là gì ạ? Câu trả lời của em là ca trù ạ. Bạn có tự tin vào câu trả lời của mình không? Em chắc chắn khoảng 80%. Còn 20% nữa thì sao ạ? 20% nữa thì dựa vào em nghĩ là may mắn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì bạn Hoàng Tuấn Vinh đến khối phổ thông chuyên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đến đây với rất đông các cổ động viên nam. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng có thể nhìn thấy được những bó hoa của các cổ động viên của bạn Tấn Vinh đã chuẩn bị để dành tặng cho bạn trong chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi thì Tấn Vinh đã đưa ra câu trả lời là ca trù. Vậy em có nghĩ rằng đó là một câu trả lời chính xác không? Theo em thì nếu mà bạn Vinh trả lời như thế thì em cũng đồng ý với bạn ấy ạ. Em nghĩ là đấy là một phương án chính xác. Nhưng hình như là chưa có nhiều những cái gợi ý để đưa ta, dẫn ta đến cái đáp án là ca trù thì phải. Theo em thì chuyên toán sẽ có một trí tưởng tượng khá là phong phú ạ. Đó là nếu mà ta nhìn vào 2009 ạ, bảo vệ và hát nói ạ, thì có thể suy luận là ca trù, bởi vì năm 2009 nếu em không nhầm thì mình đã đăng ký lên UNESCO ạ, để xin ca trù trở thành di sản văn hóa thế giới ạ. Bạn có thích nghe ca trù không? Theo em thì với em thì ca trù nếu mà lúc nào mà mình buồn quá thì ngồi nghe ca trù cũng khá là hay ạ. Buồn mà nghe ca trù hay ạ? Bởi vì nếu mà buồn thì càng buồn thêm thì mới đã là buồn ạ. Nhưng mà sau khi đã nghe được những cái phần giải thích vừa rồi của một cổ động viên đặc biệt của bạn Tấn Vinh thì tôi thấy rằng ca trù không buồn mà ca trù rất vui. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là niềm vui liệu có đến từ câu trả lời của bạn Tấn Vinh hay không. Vâng, xin mời chị Tùng Chi. Bạn Tấn Vinh thân mến, bạn có nghề ca trù không ạ? Dạ. Thực ra bản thân em thì em cũng không thích ca trù lắm ạ. Nhưng mà đó là một cái di sản, hay là có thể nói là một cái bảo vật của dân tộc ạ. Và mỗi chúng ta thì đều phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ ạ. Vâng. Chúng tôi đã nhận được câu trả lời của bạn cũng như những lý giải của bạn cổ động viên của bạn Tấn Vinh về chuyến ngày vật ngày hôm nay. Và xin chúc mừng bạn Tấn Vinh, bạn đã có một câu trả lời chính xác. Đưa ra câu trả lời sau 4 từ hàng ngang, cho nên bạn Tấn Vinh sẽ giành được 40 điểm sau phần thi vượt chướng ngại vật này. Năm 2009 là năm mà ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Đây là một di sản cần được bảo vệ khẩn cấp. Và hát nói là một trong những thể văn vần có tính văn học cao, thường được sử dụng trong ca trù. Nếu như Tỳ Bà Hành là một bài ca trù từ thời xưa, chúng ta vẫn còn giữ lại được theo bản cổ của Bạch Cư Dị, thì nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng thường được chúng ta nhắc tới với một bài hát mang âm điệu ca trù. Và bài hát đó là một nét ca trù ngày xuân. Vâng, đó chính là một báu vật của quốc gia mà chúng ta cần bảo vệ. Và đó cũng chính là ẩn số của chướng ngại vật ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng bạn Tấn Vinh với 40 điểm. Bạn là người đã vượt chướng ngại vật xuất sắc nhất trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, vừa rồi với một phần thi xuất sắc của mình thì bạn Tấn Vinh đã tạo ra được một bước đột phá về mặt điểm số dành cho mình. Nhưng bây giờ, nếu xét về mặt điểm số của cả 4 thí sinh thì chúng ta vẫn đang được chứng kiến một cuộc bám đuổi hết sức quyết liệt và sát sao, và đó sẽ là điều mà chúng ta sẽ hy vọng là sẽ giúp cho các bạn thí sinh tiếp tục cố gắng hơn nữa ở trong những phần thi sắp tới của mình. Trước khi đến với những phần thi tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhìn lại số điểm mà các bạn thí sinh đã giành được sau hai phần thi đầu tiên. Hiện nay thì bạn Cùng Chính đang có được 60 điểm, bạn Tuấn Anh đang có được 85 điểm, trong khi đó thì bạn Thanh Tùng đang có được 95 điểm, và đây cũng là số điểm của bạn Tấn Vinh. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn sau hai phần thi đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần thi tăng tốc. Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi trong đoạn văn với độ khó giảm dần. Thời gian suy nghĩ 30 giây, 4 học sinh cùng trả lời bằng máy tính. Học sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ hai được 30 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ ba được 20 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ tư được 10 điểm. Và bây giờ sẽ là trạng thứ 3, trạng tăng tốc của chương trình ngày hôm nay. Cả 4 thí sinh sẽ có 4 câu hỏi, và đó cũng chính là 4 cơ hội để họ có những số điểm tối đa 40 điểm trong những câu hỏi của phần thi này. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên trong phần thi tăng tốc hôm nay.
Các bạn đang nhìn thấy ba hình tròn, và ở hình tròn cuối cùng bên phải có một dấu hỏi chấm. Bạn hãy điền một số thích hợp vào dấu hỏi chấm này sao cho phù hợp với quy luật của những con số. Chúng tôi đưa ra 6 phương án A, B, C, D, E và F. 30 giây bắt đầu. Không dây 10, bạn Thanh Tùng là người đưa ra câu trả lời nhanh nhất với đáp án bạn lựa chọn là B. Bạn Phụng Chính có câu trả lời là E, bạn Tấn Vinh có câu trả lời là A và bạn Tuấn Anh có câu trả lời là C. Như vậy mỗi người đã chọn cho mình một phương án khác nhau. Chỉ cần một chút bình tĩnh thì các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy rằng ở hình tròn đầu tiên 19 cộng với 13 là bằng 32, so với 8 thì nó gấp 84 lần. Tương tự như vậy với hình tròn thứ hai và đương nhiên đó chính là quy luật của câu hỏi này. Và đáp án mà chúng ta cần đưa ra ở đây là C, 16, là câu trả lời của bạn Tuấn Anh. Xin chúc mừng bạn, bạn là người duy nhất giành được tới 40 điểm trong câu hỏi này. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tăng tốc thứ hai. Bạn Tuấn Anh là người trả lời nhanh nhất với câu trả lời bạn lựa chọn là Lục Văn Tiên. Và theo các bạn còn lại, bạn Thanh Tùng, bạn Tấn Vinh và bạn Phụng Chính thì chúng ta đang nhắc tới Nguyễn Đình Chiểu. Với những hình ảnh cuối cùng, với một câu chuyện tình thì chúng ta đang nhắc tới Lục Văn Tiên và tác giả của nó chính là Nguyễn Đình Chiểu. Và như vậy người duy nhất giành được điểm trong câu hỏi này là bạn Tuấn Anh. Một lần nữa, tôi lại được chúc mừng bạn với điểm số 40 duy nhất trong câu trả lời của mình. Cả 4 thí sinh sẽ còn 2 cơ hội nữa để tăng tốc. Và đây là câu hỏi thứ 3 của phần thi này. Các bạn đang theo dõi một hình vẽ với rất nhiều đoạn thẳng gạch ngang. Ở hình vuông bên phải đang bị khuyết mất một góc với dấu hỏi chấm. Một trong 4 lựa chọn mà chúng tôi đưa ra A, B, C, D khi ghép vào sẽ phù hợp với quy luật của hình vuông lớn này. Các bạn hãy tìm ra điều đó. 30 giây bắt đầu. Bạn Phụng Chính là người trả lời nhanh nhất ở 0 giây 62 với câu trả lời là B. C là lựa chọn của hai bạn Tấn Vinh và Thanh Tùng và bạn Tuấn Anh cho rằng đó là phương án D. Như vậy trong 4 phương án thì các thí sinh của chúng ta đều lựa chọn các phương án còn lại trừ phương án A. Và tôi quan sát thấy rằng họ đều là những người rất quyết đoán, đã lựa chọn phương án nào là sẽ giữ nguyên như vậy và không thay đổi trong 30 giây suy nghĩ của chương trình. Và đáp án của câu hỏi này là phương án mà các bạn đã không chọn, A. Rất tiếc phải không ạ? Thực ra quy luật ở đây cũng rất đơn giản thôi ạ. Mỗi hàng ngang và hàng dọc đều chứa một khúc của một đoạn thẳng ở những vị trí khác nhau. Khúc đó chuyển động xuống dưới một bậc theo mỗi lần di chuyển và khi chạm tới đáy thì khúc đó lại di chuyển lên phía trên. Các bạn sẽ vẫn còn một cơ hội nữa để tăng tốc và đây là câu hỏi thứ 4 của phần thi tăng tốc hôm nay. Các bạn hãy cho biết đây là hiện tượng gì?
vì mỗi người đưa ra một phương án thì lần này cả bốn thí sinh đều có chung câu trả lời là thủy triều, trong đó người trả lời nhanh nhất là bạn Thanh Tùng. Tiếp theo đó là Tuấn Anh, Tấn Vinh và bạn Phụng Chính. Xin chúc mừng cả bốn bạn, lần này các bạn đều có câu trả lời chính xác. Bạn Thanh Tùng sẽ có thêm 40 điểm, bạn Tuấn Anh có thêm 30 điểm, bạn Tấn Vinh có 20 điểm và bạn Phụng Chính cũng có thêm 10 điểm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cho đến phần thi tăng tốc vừa rồi thì chúng ta mới được chứng kiến một sự bứt phá về mặt điểm số. Bạn Tuấn Anh với việc trả lời đúng ở 3 trên 4 câu hỏi của phần thi vừa rồi đã có được một số điểm có thể nói là rất cao. Và hiện nay bạn đang là một, là riêng và là thứ nhất ở trong cuộc thi ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại tổng số điểm của cả 4 bạn thí sinh sau 3 phần thi đầu tiên của chương trình. Và lúc này thì bạn Phụng Chính đang có được 70 điểm. Bạn Tấn Vinh đang có được 115 điểm. Trong khi đó thì bạn Thanh Tùng đang có được 135 điểm và đang dẫn đầu là bạn Tuấn Anh với 195 điểm. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn. Phần thi thử sức cùng khán giả. Trong mỗi chương trình, một câu hỏi của khán giả truyền hình sẽ được lựa chọn để hỏi 4 học sinh tham dự chương trình. 4 học sinh sẽ bàn nhau trong vòng 1 phút để đưa ra một câu trả lời duy nhất. Nếu 4 học sinh trả lời đúng, phần thưởng sẽ thuộc về 4 học sinh. Nếu 4 học sinh trả lời sai, phần thưởng sẽ thuộc về khán giả. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần thi mà ở đó không có điểm số nhưng sẽ có một phần thưởng là một chiếc điện thoại di động của nhà tài trợ. Chiếc điện thoại này sẽ được dành cho 4 thí sinh nếu như họ trả lời đúng câu hỏi của một khán giả mà chúng tôi lựa chọn trong mỗi tuần. Và chiếc điện thoại đó sẽ thuộc về khán giả nếu như các bạn thí sinh không vượt qua câu hỏi mà khán giả đưa ra. Hôm nay chúng tôi nhận được một câu hỏi của khán giả Trần Đức Giang đến từ Yên Bái gửi đến cho chương trình. Và trước tiên xin mời các bạn hãy tiến lên phía trước để lập thành một đội Olympia. Câu hỏi của chúng ta như sau. Một đàn vịt gồm 12 con và một đàn chó gồm 4 con xếp thành 4 hàng. Mỗi hàng có một con chó đứng đầu và 3 con vịt đứng sau. Hàng thứ nhất có một con vịt co một chân lên. Hàng thứ hai có một con chó và một con vịt co một chân lên. Hàng thứ ba có 3 con vịt co một chân lên. Hàng thứ tư không có con nào co chân lên cả. Hỏi tổng số chân vịt và chó khi đã co lên là bao nhiêu? Đội Olympia mà yên lặng nhất tôi được gặp từ đầu chương trình của năm thứ 10 đến giờ. Lý luận của các bạn là như thế nào? Theo em thì theo đề bài là có 4 con chó và 12 con vịt ạ. Thì 4 con chó sẽ có 16 chân ạ. 12 con vịt là có 24 chân ạ. Dù là câu hỏi là tổng số chân chó và chân vịt sau khi co lên là bao nhiêu thì nó vẫn giữ nguyên là tổng số chân chó và chân vịt ban đầu ạ. Có nghĩa là kể cả chân co và chân không co ạ. Là tổng số ở đây là 24 chân vịt và 16 chân chó là 40 chân ạ. Xin chúc mừng cả bốn bạn, đó là một đáp án chính xác. Thực ra đây là một câu hỏi mẹo. Câu hỏi là tổng số chân vịt và chó khi đã co chân lên là bao nhiêu. Thực ra các con chó và những con vịt ở đây đều vẫn có nguyên số chân của mình. Cho nên sau khi co chân lên thì chúng vẫn có tổng cộng là 40 chân. Cả chân chó lẫn chân vịt, và đó là câu hỏi mà khán giả Trần Đức Giang đã gửi đến cho chúng tôi. Và xin cảm ơn khán giả. Trong lần này thì chúng tôi chưa thể gửi một chiếc điện thoại di động đến cho khán giả được. Tuy nhiên hy vọng rằng chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục nhận được những câu hỏi thú vị không chỉ về toán học của các khán giả yêu quý chương trình Đường lên đỉnh Olympia gửi đến để thử sức các thí sinh của chúng ta. Còn bây giờ thì với phần thưởng là một chiếc điện thoại di động của nhà tài trợ mà chúng tôi sẽ trao vào cuối chương trình. Hy vọng rằng các bạn sẽ có một tâm lý tốt hơn, vui hơn và tự tin, bình tĩnh hơn để chúng ta bước vào phần thi cuối cùng, phần thi về đích. Vẫn ngồi đêm sao sương rơi lạnh trên đôi bờ vai. Thư viện giải trí đa phương tiện điện thoại LGKP 175. Quên đề nhìn tôi đơn côi, đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ mới được thở hồng. Hồi một giữa đêm lạnh vắng hoi buồn sao tôi lại không chờ, mới biết đâu là sự lựa chọn của chúng tôi là KP 175. LG Life's Good. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với phần thi về đích. Các câu hỏi nằm trong các gói câu hỏi có điểm số 40, 60, 80 điểm với thời gian suy nghĩ tương ứng là 10, 15 và 20 giây.
mỗi học sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Học sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó. Nếu trả lời sai thì một trong ba học sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Trả lời đúng giành được điểm, trả lời sai sẽ bị trừ nửa số điểm của câu hỏi. Mỗi học sinh được đặt ngôi sao hy vọng một lần. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi. Cảm ơn quý vị và các bạn đến với phần thi về đích, phần thi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Vâng, phần thi về đích sẽ là phần thi hồi hộp nhất, phần thi mà các cổ động viên ngồi đây sẽ run rẩy nhất. Tất nhiên không phải vì cái lạnh của Hà Nội mà vì sự hồi hộp dành cho bạn thí sinh ở trên kia. Người đầu tiên sẽ bước vào phần thi khởi động sẽ là bạn Giang Thanh Tùng. Và bây giờ thì tôi đang ngồi cạnh các cổ động viên đến từ trường Trung học phổ thông Sầm Sơn Thanh Hóa, những người cũng rất nổi tiếng bởi sự cuồng nhiệt của mình. Thanh Tùng chuẩn bị bước vào phần thi về đích rồi. Vậy bây giờ chắc chắn là sẽ có những sự tư vấn đến từ phía các cổ động viên ngồi đây ạ, những người luôn có được sự quan sát một cách đầy đủ và toàn diện nhất đối với các phần thi của mình. Vậy bạn nghĩ sao, một cổ động viên đến từ lớp của bạn Thanh Tùng? Em nghĩ là bạn nên chọn câu hỏi 60 điểm ạ. Liệu bạn có chọn gói câu hỏi 60 điểm không, bạn Thanh Tùng? Em muốn xin một lời khuyên và một lời chúc từ thầy hiệu trưởng của em ạ, thầy Lê Ngọc Nội ạ. Vâng, mọi yêu cầu của các bạn thí sinh luôn được chúng tôi đáp ứng một cách đầy đủ để giúp các bạn có được sự thoải mái và sự tự tin cao nhất trước khi bước vào những phần thi của mình. Và bây giờ sẽ là những lời khuyên nhủ, lời nhắn nhủ từ phía thầy hiệu trưởng của trường Trung học phổ thông Sầm Sơn Thanh Hóa. Vâng, em chào thầy ạ. Thầy khuyên em Tùng chọn gói câu hỏi 60 điểm thì phù hợp với sức của em hơn và có thể là chiến thắng được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi quyết định của bạn Giang Thanh Tùng. Bạn Thanh Tùng và các bạn thí sinh thân mến, chúng ta đang ở trong cuộc thi tuần cuối cùng của tháng 1 quý 3 và người hiện đang có điểm nhì cao nhất là 165 điểm. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một chiến thuật thật hợp lý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng về đích với người đầu tiên, đó là bạn Thanh Tùng. Xin mời bạn hãy tiến lên phía trước. Thầy hiệu trưởng và các cổ động viên của bạn đều khuyên bạn rằng sẽ hãy lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm. Tuy nhiên mọi quyết định sẽ tùy thuộc hoàn toàn vào bạn. Chúng ta mời bạn đến với các gói và các sự lựa chọn của chương trình, đó là 40, 60 và 80 điểm. Em xin lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm ạ. Chúc bạn thành công với gói câu hỏi của mình. Đây sẽ là câu hỏi đầu tiên, câu hỏi 10 điểm. Nước cứng là loại nước có chứa muối của hai kim loại nào? Canxi và magie ạ. Canxi và magie. Canxi và magie là câu trả lời mà chúng tôi nhận được từ bạn Thanh Tùng. Và đó cũng chính là đáp án của câu hỏi này. Xin chúc mừng bạn. Câu hỏi thứ hai trong gói 60 điểm của bạn cũng là một câu hỏi 10 điểm. Câu hỏi như sau: màu xanh như ngọc của vườn cây trong ánh nắng là những hình ảnh đẹp trong bài thơ nào ở chương trình văn học phổ thông? Beethoven vĩ dạ. Bạn đã đưa ra một câu trả lời rất nhanh. Và đó là một câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ sẽ là câu hỏi 20 điểm đầu tiên của bạn trong gói 60 điểm. Xin chọn ngôi sao hy vọng ạ. Bạn Thanh Tùng quyết định chọn ngôi sao hy vọng và chúc bạn may mắn với ngôi sao hy vọng của mình. Câu hỏi như sau: khu vực Đồng Tháp 10 gồm những tỉnh nào? An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Chúng tôi đã nhận được câu trả lời của bạn nhưng rất tiếc đó chưa phải là một câu trả lời chính xác. Cơ hội được dành lại cho ba bạn. Đã không có ai đưa ra tín hiệu xin trả lời trong những giây vừa rồi. Khu vực Đồng Tháp 10 gồm có 3 tỉnh, đó là Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang. Đó mới là câu trả lời của chúng ta. Và rất tiếc như vậy, bạn Thanh Tùng đã chưa may mắn trong câu hỏi này và bạn sẽ bị trừ đi 20 điểm vì lựa chọn ngôi sao hy vọng. Tuy nhiên bạn vẫn còn có một cơ hội nữa với câu hỏi 20 điểm cuối cùng trong gói 60 điểm của bạn. Bạn hãy trả lời câu hỏi này bằng tiếng Anh. Hi, my name is Dermot. I studied Vietnamese since I arrived in Vietnam. I really enjoy languages. Before at school, I studied French, Spanish, Italian, and one other language. This language is the most widely spoken language in the world. Can you tell me what it is? Chinese.
hỏi bằng tiếng Anh không phải là những câu hỏi dễ và sẽ khó hơn bởi vì các bạn phải nghe và hiểu bằng tiếng Anh. Vừa rồi bạn đã hiểu câu hỏi như thế nào? Em hiểu là thầy này là đã trước khi đi ra là đã học một số ngôn ngữ ạ, một số ngoại ngữ ạ, như là tiếng Pháp ạ, tiếng Tây Ban Nha. Hình như em nghe lúc cuối là thầy còn học một ngôn ngữ nữa ạ, mà như là một ngôn ngữ rất phổ biến trên thế giới ạ. Được nói nhiều nhất trên thế giới và đó là gì ạ? Là tiếng Trung Quốc ạ. Trong tiếng Anh, tiếng Trung Quốc nói là gì ạ? Chinese. Và đó là câu trả lời chính xác của bạn Thanh Tùng. Xin mời bạn hãy trở về vị trí để câu trả lời chính xác tới cùng mình. Bạn đã giành lại được 20 điểm. Điểm số hiện nay của bạn Thanh Tùng là 125 điểm. Vừa rồi là phần thi về đích đầu tiên mà chúng ta đã được chứng kiến ở trong chương trình ngày hôm nay. Và tiếp theo sẽ là phần thi về đích thứ hai của bạn Trình Phan Tuấn Anh, một người hiện nay đang có được số điểm cao nhất và đang dẫn đầu trong số 4 thí sinh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng có một cuộc trao đổi ngắn với mẹ của bạn Tuấn Anh, cô Phan Thị Ngọc Bích. Vâng cô ơi, hiện nay thì Tuấn Anh đang dẫn đầu với 195 điểm. Đây là một số điểm đang là một sự đảm bảo dành cho Tuấn Anh. Vậy cô muốn nói gì với cậu con trai yêu quý của mình trước phần thi về đích ạ? Con nên tự tin, quyết đoán chính xác hay trả lời. Chọn gói câu hỏi nào mà vừa tầm tay của con để được chiến thắng trong ngày hôm nay. Vâng, với 195 điểm, tạm thời bạn Tuấn Anh đang là người dẫn đầu đoàn leo núi ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là lúc bạn tiến lên phía trước để tiếp tục đến với những câu hỏi tiếp theo của chương trình. Xin mời bạn. Chúng tôi mời bạn đến với các gói câu hỏi 40, 60 và 80 điểm của chương trình cùng với ngôi sao hy vọng. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào? Dạ, gói câu hỏi 40 điểm. Chúc bạn thành công với gói câu hỏi của mình. Các câu hỏi dành cho bạn như sau. Loại khí nào đã phá hủy một phần lớn lớp khí ozone tạo ra lỗ hổng ozone trên bầu trời? CFC. Radon, CFC. Nguyên nhân gây ra những lỗ thủng ozone trên bầu trời chính là loại khí mà bạn Tuấn Anh vừa nhắc tới, đó là CFC. Và xin chúc mừng bạn đã có 10 điểm đầu tiên trong gói câu hỏi 40 điểm của mình. Câu hỏi tiếp theo như sau. Vì Việt Nam, chúng ta hiến dâng cả máu của mình là câu nói của vị cựu nguyên thủ nào trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta? Đã hết thời gian và chúng tôi xin nhận được câu trả lời của bạn Tuấn Anh. Cơ hội được dành lại cho các bạn còn lại. Bạn Tuấn Vinh, theo bạn đây là câu nói của ai? Em thưa chị, theo em đây là câu nói của Fidel Castro. Đó chính là câu nói của Fidel Castro, một người bạn của Việt Nam ở đất nước Cuba. Và xin chúc mừng bạn đã giành được 10 điểm với câu trả lời vừa rồi. Bạn Tuấn Anh hãy bình tĩnh để đến với câu hỏi thứ 3 trong gói 40 điểm của bạn. Câu hỏi ngắn gọn như sau. Trong ADN có 4 loại nucleotide nào? A, C, G và X. ATG. Trong ADN có 4 loại nucleotide và đó chính là 4 loại mà bạn Tuấn Anh vừa trả lời. Chúc mừng bạn đã giành lại được 10 điểm. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi của bạn như sau. Vị vua nào là người khởi xướng việc lập bia tiến sĩ để ghi danh tôn vinh những người đỗ đại khoa ở văn miếu Quốc Tử Giám? Lý Thanh Tòng. Vâng, rất tiếc đó chưa phải là một câu trả lời chính xác. Các bạn còn lại có thêm một cơ hội. Xin mời bạn Tuấn Vinh. Em thưa chị, đó là vua Lê Thánh Tông ạ. Đó là vua Lê Thánh Tông. Và đó là một câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn Tuấn Vinh. Và đó cũng chính là câu hỏi thứ tư, câu hỏi cuối cùng trong gói 40 điểm của bạn Tuấn Anh. Bạn vẫn bảo toàn được số điểm của mình. Xin mời bạn hãy trở về vị trí. Và bây giờ, người vừa giành được thêm 2 điểm 10 trong gói câu hỏi của bạn Tuấn Anh sẽ bước vào phần thi về đích. Muốn nhận được lời khuyên từ mẹ của em ạ. Vâng, chúng tôi sẽ được trò chuyện với mẹ của bạn Tuấn Vinh. Cô muốn nói gì về Tuấn Vinh trước khi em bước vào phần thi về đích hả cô? Dạ, trước khi bước về cuộc thi về đích thì mẹ muốn nhắn nhủ con một điều, đó là con hãy thật bình tĩnh, tự tin và chọn gói câu hỏi làm sao phù hợp với đúng khả năng của mình. Theo mẹ thì con nên chọn câu hỏi
60 và chọn ngôi sao Mỹ hy vọng. Vâng, đó là một lời khuyên mà tất cả mọi người đều chờ đợi, và đặc biệt là bạn Tấn Vinh. Vậy bạn nghĩ sao ạ? Vâng, cảm ơn mẹ ạ. Và bạn đã sẵn sàng để bước lên phía trước lựa chọn gói câu hỏi của mình chưa ạ? Xin mời bạn. Tấn Vinh thân mến, hiện giờ bạn đang có 135 điểm, có một cách biệt là 60 điểm so với người đang đứng đầu. Và chúng ta cũng đã biết người nhì đang có điểm số cao nhất trong tháng này là 165 điểm. Bây giờ bạn có thể lựa chọn một trong ba gói câu hỏi mà chương trình đưa ra, 40, 60 và 80 điểm. Bạn sẽ chọn gói câu hỏi nào? Em chọn gói 60 điểm. Bạn còn có thêm một ngôi sao hy vọng nữa nếu như bạn muốn sử dụng, và chúng tôi chúc bạn thành công với sự lựa chọn của mình. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi 10 điểm. Hiện tượng giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng gọi là gì? Quang dẫn. Ở những giây cuối cùng, bạn Tấn Vinh đã đưa ra câu trả lời, đó là hiện tượng quang dẫn. Và đó là một câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn. Đây sẽ tiếp tục là một câu hỏi 10 điểm nữa. Bạn hãy bình tĩnh. Câu hỏi như sau. Trong tiếng Anh, tháng nào trong năm được đặt tên theo tên của vị thần chiến tranh? March, tháng 3. Đó một lần nữa lại là một câu trả lời chính xác. Bây giờ sẽ là câu hỏi 20 điểm đầu tiên trong gói 60 điểm của bạn. Hai hướng chính của núi và sông nước ta là những hướng nào? Hướng đông bắc và hướng hướng đông bắc và hướng đông nam. Cảm ơn bạn, chúng tôi đã nhận được câu trả lời. Tuy nhiên đây chưa phải là một câu trả lời chính xác, và cơ hội sẽ dành cho các bạn còn lại. Lần này bạn Thanh Tùng là người đưa ra tín hiệu xin trả lời. Em thưa chị là hướng Tây Bắc Đông Nam và hướng vòng cung ạ. Hướng Tây Bắc Đông Nam và hướng vòng cung mới là đáp án của câu hỏi này. Với câu trả lời chính xác vừa rồi thì bạn Thanh Tùng sẽ giành được thêm 20 điểm. Và đây là số điểm từ bạn Tấn Vinh chuyển sang. Bạn Tấn Vinh, bạn hãy thật bình tĩnh bởi vì bạn vẫn còn một câu hỏi nữa trị giá 20 điểm và ngôi sao hy vọng. Bạn em có lựa chọn không ạ? Em xin chọn ngôi sao hy vọng câu cuối cùng ạ. Đây là một câu hỏi bằng tiếng Anh và bạn hãy lắng nghe câu hỏi này. When I was a child, I used to enjoy drinking milk a lot. Now that I'm an adult, I understand the scientific process called pasteurization that makes milk pure. It was invented by a scientist called Louis Pasteur. He was a famous scientist. Do you know what country he comes from? France. 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 Ở những giây cuối cùng, bạn Tấn Vinh đã thay đổi câu trả lời từ French thành France. Đây là một câu hỏi tiếng Anh và bạn đã lựa chọn ngôi sao hy vọng. Bạn có chắc là mình đã nghe rõ câu hỏi và có một câu trả lời chính xác không? Ông ấy hỏi là có Louis Pasteur thì đến từ đất nước nào ạ? Và bạn đã thay đổi câu trả lời từ French là người Pháp thành France, nước Pháp. Nước Pháp mới là một câu trả lời chính xác. Bạn đã thành công với ngôi sao hy vọng của mình. Xin mời bạn trở về vị trí. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi tiếng Anh của bạn Tấn Vinh. Thầy giáo của chúng ta nói về sữa, về một thức uống mà rất nhiều người yêu thích. Và quy trình tiệt trùng sữa mà chúng ta đang sử dụng, các nhà máy của chúng ta đang sử dụng là một phát minh của Louis Pasteur. Ông là người nước Pháp và ông đến từ nước Pháp. Và như vậy bạn Tấn Vinh đã rất xuất sắc hoàn thành câu hỏi cuối cùng của mình. Hiện giờ trên sân khấu chúng ta đang nhìn thấy có hai người cùng có điểm nhì cao nhất, đó là bạn Thanh Tùng và bạn Tấn Vinh. Cả hai người cùng đang được 175 điểm. Và bây giờ sẽ là những câu hỏi cuối cùng của chương trình dành cho bạn Đoàn Phụng Chính. Bạn đã ngay lập tức tiến lên phía trước và xin mời bạn. Phụng Chính thân mến, bạn sẽ cũng có những cơ hội của riêng mình với những sự lựa chọn mà chương trình đưa ra. 40, 60, 80 điểm và một ngôi sao hy vọng.
Bạn quyết định chọn gói câu hỏi nào? Tôi chọn câu hỏi 80 điểm mà. Đó là một sự lựa chọn. Vâng, những câu hỏi dành cho bạn như sau. Câu hỏi đầu tiên 10 điểm. Động vật có vú nào được con người thuần hóa đầu tiên? Bò. Cao à? Chúng tôi đã nhận được câu trả lời của bạn nhưng rất tiếc đó chưa phải là một đáp án chính xác. Xin mời các bạn còn lại. Đã hết thời gian và không có ai đưa ra tín hiệu xin trả lời. Động vật có vú mà con người thuần hóa đầu tiên là loài chó. Và con người đã thuần hóa chúng vừa để cho chúng giữ nhà và ở các vùng lạnh như các vùng cực thì còn chúng còn giúp con người rất nhiều trong việc kéo xe nữa. Vâng, không sao phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi 20 điểm đầu tiên trong gói 80 điểm của bạn. Dân gian có câu tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Cha và mẹ ở đây là ai? Và cơ hội sẽ dành cho các bạn còn lại. Một lần nữa, không có ai đưa ra tín hiệu xin trả lời. Tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Nói về hai nhân vật rất nổi tiếng trong lịch sử của chúng ta. Đó là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Rất tiếc là các bạn chưa đưa được ra đáp án chính xác. Còn bây giờ sẽ tiếp tục là một câu hỏi 20 điểm nữa dành cho bạn Phụng Chính. Dĩ bất biến, ứng vạn biến là câu nói nổi tiếng của Bác Hồ với nhà yêu nước nào khi đó giữ chức Phó Chủ tịch nước trước khi người sang thăm chính thức Pháp năm 1946. Phạm Văn Đồng rồi. Phạm Văn Đồng rồi. Chúng tôi đã nhận được câu trả lời của bạn. Tuy nhiên đó một lần nữa lại chưa phải là một câu trả lời chính xác. Các bạn còn lại có suy nghĩ khác không ạ? Bạn Tấn Vinh, câu trả lời của bạn là gì ạ? Câu trả lời của em là Tôn Đức Thắng ạ. Và người lúc đó đang giữ chức Phó Chủ tịch nước vào năm 1946 là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Rất tiếc như vậy, bạn Tấn Vinh sẽ bị trừ đi 10 điểm. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Đây sẽ tiếp tục là một câu hỏi tiếng Anh nữa và bạn hãy trả lời câu hỏi này bằng tiếng Anh. I'm from a small country called Ireland. Ireland has a neighbor. It's a country that has deep in cultural traditions. The people there, the guys particularly, wear skirts. They're called kilts. People also play a musical instrument. That instrument is called bagpipes. Do you know what the name of this country is? Scotland. Scotland. Những câu hỏi 30 điểm có 20 giây để suy nghĩ. Và trong suốt khoảng thời gian 20 giây này, bạn Phụng Chính luôn khẳng định rằng câu trả lời của bạn là Scotland. Scotland, theo phiên âm tiếng Việt. Và đó là một câu trả lời chính xác. Về vị trí và chúc mừng bạn đã giành được điểm trong câu hỏi cuối cùng. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là câu hỏi cuối cùng trong cuộc thi ngày hôm nay và bây giờ sẽ là những điểm số chung cuộc của các thí sinh trong cuộc thi này. Đến từ trường Trung học phổ thông Sầm Sơn, Thanh Hóa, bạn Văn Thanh Hồng giành được 195 điểm. 195 điểm là điểm số cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay, thuộc về bạn Trịnh Phan Tuấn Anh đến từ trường Trung học phổ thông Tân Lược, Vĩnh Long. Chúc mừng bạn. Và đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, bạn Hoàng Tấn Vinh giành được 165 điểm. 100 điểm là điểm số của bạn Đoàn Phụng Chính đến từ trường Trung học phổ thông Huỳnh Ngọc Huệ, Quảng Nam. Như vậy với kết quả này, người sẽ giành được giải nhất và giành được vòng nguyệt quế vinh quang của cuộc thi tuần ngày hôm nay là bạn Trịnh Phan Tuấn Anh đến từ trường Trung học phổ thông Tân Lược, Vĩnh Long. Xin chúc mừng bạn. Xin mời bạn Tuấn Anh hãy đến với vòng nguyệt quế vinh quang của chương trình ngày hôm nay. Và xin mời các bạn còn lại cùng tiến lên phía trước để nhận các phần thưởng và phần quà của chương trình.
Trân trọng kính mời nhà báo Nguyễn Như Mai, cố vấn các môn xã hội của chương trình lên sau phần thưởng và các phần quà cho các bạn. Trường Trung học phổ thông Tân Lược Vĩnh Long sẽ nhận được một chiếc TV 21 inch từ nhà tài trợ, và trường Trung học phổ thông Sầm Sơn Thanh Hóa sẽ nhận được một đầu đĩa DVD của nhà tài trợ. Vì đã vượt qua các câu hỏi của khán giả, cho nên ngoài những giải thưởng, các bạn thí sinh trong cuộc thi ngày hôm nay sẽ nhận được mỗi người một chiếc điện thoại di động của nhà tài trợ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với sự xuất sắc của mình ở trong chương trình ngày hôm nay và cùng với 195 điểm thì bạn Tuấn Anh là người đã giành chiến thắng trong chương trình, và bạn cũng sẽ là một trong số 4 thành viên sẽ xuất hiện trong cuộc thi tháng thứ nhất của quý thứ ba. Phần sau sẽ là cuộc thi tháng thứ nhất của quý thứ ba, và người thứ hai có mặt trong danh sách này đó chính là bạn Phạm Minh Quý đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nhất tuần thứ nhất với 215 điểm. Thí sinh tiếp theo sẽ là bạn Lê Thủy Dung đến từ trường Trung học phổ thông Dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội. Bạn đã nhất tuần 2 với số điểm là 175. Và người cuối cùng có mặt trong cuộc thi tháng này là người có điểm nhì cao nhất, đó chính là bạn Giang Thanh Tùng đến từ trường Trung học phổ thông Sơn Thanh Hóa với 175 điểm. Vâng, ở tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến và được trải nghiệm thêm những sự sôi động và hào hứng đến từ cuộc thi tháng thứ nhất của quý thứ ba chương trình Đường lên Olympia. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Một hành trình 10 năm của Đường lên đỉnh Olympia. Một hành trình 10 năm với bao kỷ niệm khó quên về các thế hệ học sinh trung học phổ thông trên mọi miền của Tổ quốc. Gala kỷ niệm Đường lên đỉnh Olympia tròn 10 tuổi dự định tổ chức vào trung tuần tháng 5 năm 2010. Các bạn thí sinh dự thi Đường lên đỉnh Olympia từ năm thứ nhất đến nay hãy truy cập vào trang web olympia.net.vn ngay từ bây giờ để cập nhật thông tin về gala 10 năm của Đường lên đỉnh Olympia. Ban tổ chức mong nhận được phản hồi của tất cả các thí sinh đã từng dự thi Đường lên đỉnh Olympia trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.